Xin chào các bạn nhé. Mình tới chỗ vớt chúng luôn. Mình chỉ xuống đi. Vớt nhé. Vận động và hướng dẫn các chức sắc tôn giáo, nhà tu hành, người có đạo cài đặt Blue Zone để bảo vệ mình, bảo vệ cộng đồng chống Covid-19. Nhận thức vai trò quan trọng của công tác phổ biến giáo dục pháp luật, thời gian qua, Việt Nam đã lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng, trật tự xã hội trên địa bàn. Công tác tuyên truyền được triển khai với nhiều hình thức phong phú đa dạng, đã mang lại hiệu quả thiết thực thông qua các cuộc thi tìm hiểu pháp luật, tổ chức hội nghị, hội thảo, sinh hoạt ngày pháp luật, thông qua hòa giải ở cơ sở, hoạt động các câu lạc bộ pháp luật, qua công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, trợ giúp pháp lý, xét xử lưu động, v.v. Nội dung tuyên truyền phổ biến bám sát vào tình hình thực tế của từng địa phương, tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực pháp luật liên quan trực tiếp đến đời sống của nhân dân, nhất là các địa phương có đất bị thu hồi, nơi khiếu kiện tập trung đông người. Mỗi năm, Việt Nam có trên 10.000 lượt người được tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật. Bên cạnh đó, huyện và các sư tử còn phát tán hàng chục ngàn từ khắp các loại phiếu video, đầu sách tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật. Công tác phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện không ngừng được đẩy mạnh, chất lượng hiệu quả được nâng cao. Thông qua công tác này, nhận thức của cán bộ đảng viên và người dân có chuyển biến mạnh mẽ, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Những năm qua, xã Tân Hữu đã tập trung định hướng phát triển chăn nuôi theo hướng trang trại tổng hợp sang khu dân cư, các hiệu quả kinh tế cao. Đến nay, toàn xã đã phát triển được 187 trang trại chăn nuôi sang khu dân cư trên diện tích khoảng 45 ha. Có thể nói, sau quy hoạch xây dựng nông thôn mới, số lượng các mô hình dự án chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi của xã ngày một tăng và chất lượng sản phẩm ngày một nâng cao. Các hộ gia đình đã mạnh dạn đầu tư chuyển đổi phương thức chăn nuôi, quan tâm đến việc nâng cao chất lượng sản phẩm, áp dụng các tiến bộ kỹ thuật mới về giống thức ăn công nghiệp và sinh học. Đặc biệt là quan tâm đến công tác phòng bệnh để hạn chế việc sử dụng thuốc kháng sinh trong chăn nuôi. Các bạn nhé, giờ mình về tới nhà rồi. Mình chế cho các bạn trồng con hang này qua vừa thủ được này. Các bạn vừa thủ được này. Mô cứ to dài hai nơi các bạn nào. Mét hơn mét đâu nó như cái xẻng đấy. Ui giời. Còn đây thì có khoảng 10 thân ảnh. Cả tiểu đội. Chỉ có lướng thôi. Sao? Trời, bạn ơi, dậy khỏe lắm. Không, thì nó ra kìa mất. Không, ra tim vết được. Không, nó ra cống thì còn. Mọi nơi nó treo khỏe lắm. Cống như tôi cống tò mà. Khủng. Bật cột đây. Đó đây các bạn này. Phải mang vô ra đấy. Mang vô ra mới hót. Mang vô mới hót được bao. Đã tuôn ra kia chó nó kêu. Đây khổ, ông khổ đi ăn sáng à? Đó, về rồi. Lửa bé quá. Nhưng đều phết. Thế này là tươm rồi. Mặt chậm tư cân thôi. Ngày kiếm hơn được. Còn to chết. To chết.
Ui dồi. Trước đánh rồi, dưới kia thì con đặt tiền to to. Nơi này kiếm rồi, đi lượt năm nay nó đắt. Ngày kiếm củ là êm rồi. Kéo có phải đi cuộc chơi to nhỉ, chơi lời. Chúc thanh hẳn. Hôm nay lấy lại quà các bạn. Quà chết mất nhiều quá. Bóng nó cọt cọt. Ui dồi, ống lơi thì chắc luôn các bạn này. Ui dồi, sợ thật. Mẹ ơi, mẹ. Nơi này này. Đã hết cỡ rồi. Đậy vào đây. Thank you.
sót hai con nữa. Rồi các bạn, hòm mình minh đản. Mình sẽ đổ vào làm một các bạn nhé. Đấy chưa? Sơ chị. Đây là cái sòng. Sòng đây là cái sòng cây sứa nhà mình đùn bánh bánh vuông các bạn. Sòng này không phải là bé đâu. Mẹ ơi, lấy cái ấy đấy. Giả hết để cái bác thùng nhanh lên à, trông đợi cá đây các bạn, là mẹ nhất thì còn chết ra xong. Chào các bạn đi, giờ mình lại đóng hang này cho các bạn theo dõi. Hôm nay là mình chuyển rất là nhiều, đây là 48 của loại ống mỏng này, đây là 48 của ống mỏng, đây là 48 của loại ống vừa, đây là 60, rất là nhiều nguồn. Đây là hòm 60 này các bạn, hòm trên 60 đấy. Trên này màu mốc rất là đẹp luôn.
cho các bạn được kiểm tra hàng trước khi phải thanh toán nhé. Vấn lại đi con. Cái gì ạ? Vấn ở đây lòng này mà. Cái này mình mẹ đóng.
giờ là mình đã đóng sáng 6:10. Bạn nào có nhu cầu đặt hàng để lại số điện thoại nhé. Vợ chồng nhà mình sẽ miền Nam. Hoặc là gọi điện theo số máy 0384683444. Đến đây mình tạm dừng video nhé. Mình cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video của mình. Mình chào các bạn nhé.